Xin chào các bạn đã quay trở lại trên kênh của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo video 1 giờ làm lại một bài hát như một số bạn của mình. Em trên một số kênh YouTube có đăng bằng mình sử dụng KineMaster. Đây là bản More, Premiere, Pro CC, CC. Đầu tiên các bạn tạo một cái project cho mình nhé. Xong các bạn đã thêm cái một cái video vào. Video này thì các bạn có thể tự tạo sẵn và các bạn import ra và giao diện, và khi các bạn thêm vào nó sẽ như này, và để tạo được 1 giờ. Nếu mà các bạn tạo những cái hiệu ứng bình thường trên KineMaster thì theo mình thấy chỉ được 30 phút thôi, nhưng mà các bạn dùng để tạo được 1 giờ thì các bạn phải tạo đủ clip duplicate này. Các bạn sử dụng nó là được. Đây, các bạn click vào. Nhờ lặp lại. Duplicate nghĩa là lặp lại. Các bạn cứ lặp lại đến 3 giờ đến 1 giờ thì thôi. Đây. Đây, các bạn có thể hơn được không sao, mà đã 1 giờ rồi. Đây, các bạn thu xóa bớt ra đi, mình xóa đi, đây chỉ 1 giờ thôi nha. Mình để một số các bạn như vậy. Đây, ví dụ các bạn muốn 1 giờ đây, các bạn cắt nó đi, ví dụ như vậy. Xong tiếp theo các bạn có thể thêm một cái logo hay cái thứ gì vào, ví dụ như các bạn thêm một cái đây, ví dụ mình áp một cái layer, một cái nail, một cái logo vào. Đây, ví dụ mình áp vào đây nhá, demo vậy. Đây, các bạn có thêm text vào hay là một cái lời giới thiệu gì đó. Đây, xong bạn kéo dần đến hết video. Và nó sẽ chạy từ đầu đến cuối, và các bạn có thể add thêm hiệu ứng gì vào chẳng hạn. Đấy, các bạn có thể tạo hiệu ứng gì tùy các bạn nhé. Ok, cơ bản là như vậy. Và video là mình xin kết thúc lại đây. Và quan trọng thắc mắc các bạn có thể comment dưới video nhé. Hẹn gặp lại trong các video tới, và chúc các bạn thành công. Và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ mình nhé.